150 mấy em á, thì thêm một số cá vàng nữa, bổ sung thêm màu mè vô trong này. Cá vàng thì mình để như vậy, như này cá vàng nằm như này, thì size của mấy bé này á sẽ từ 12, 13, 14 cm đến gần 20 cm. Vài bé xua qua và có lần này có một ít Asagi, vài bé tầm bé thôi. Asagi không có không được nhiều, tại vì bên kia không có chuyên Asagi. Bé nãy kịp quăng ra là do là bệnh rồi. Nhưng bé này mấy này dẹp rồi, mình sẽ quăng ra. Mà mẹ như mọi người thấy ha, thì một bé như thế này là 40k. Hiện tại thì chưa mới bán bầy này đâu, chắc khoảng cuối tuần sau. Bé này đẹp quá trời, đến cuối tuần sau thì sẽ mở bán bầy này. Gửi kênh cho Kiệt để theo dõi để Kiệt đăng lên. Và mình là Kiệt đến từ TK Fish Farm. Đây là trailer cá nhỏ, cá xe nhỏ.